Bên cạnh tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết cùng nhân dân, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn miền Tây Nam Bộ cũng tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tuần tra kiểm soát trên các hướng, vị trí trọng điểm để xử lý các vấn đề an ninh quốc phòng khi có tình huống. Trên tàu 9003 vùng Cảnh sát biển 4, mọi trang thiết bị, máy móc đang được cán bộ nhân viên kiểm tra lại lần cuối. Lương thực, thực phẩm cũng được chuẩn bị đầy đủ. Tất cả đã sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát trên biển trong dịp Tết Nguyên đán. Sự quan tâm động viên của chỉ huy các cấp, sự tin tưởng kỳ vọng của nhân dân chính là động lực để những chiến sĩ cảnh sát biển vượt sóng gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn trên vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc. Rất vinh dự và tự hào khi được cấp trên giao nhiệm vụ đi thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ bình yên cho bà con vui xuân đón Tết. Từng đồng chí trong tàu luôn luôn đặt trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ là trên hết, an tâm tư tưởng công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên đã giao phó. Còn tại lữ đoàn 226 quân khu 9, cán bộ chiến sĩ đang tích cực luyện tập các phương án đánh địch trên không, hiệp đồng chặt chẽ, thành thục yếu lĩnh, động tác để tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu. Với những người lính phòng không, mùa xuân của họ chính là trên trận địa, trên mâm pháo, với tâm thế sẵn sàng chiến đấu, canh cho đất trời quê hương rộn rã vào xuân. Làm tốt mọi cái công tác chuẩn bị cụ thể thì đã kịp thời đề nghị cấp trên kiện toàn cái biên chế và bổ sung cái vũ khí trang bị, giáo dục cho mọi cán bộ chiến sĩ nắm chắc được cái âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, kịp thời điều chỉnh bổ sung cái kế hoạch sẵn sàng chiến đấu và tăng cường tổ chức luyện tập tất cả các phương án chiến đấu để không bị động bất ngờ trước mọi cái tình huống. Mùa xuân cũng là mùa của lễ hội, người dân có mặt ở hầu khắp các điểm vui chơi để du xuân thưởng ngoạn sau một năm bộn bề công việc. Do vậy, lực lượng vũ trang các địa phương quân khu 9 đã cử cán bộ chiến sĩ thường trực và dân quân phối hợp ứng trực tuần tra kiểm soát 24/24 nhằm bảo đảm an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. Thì vào những dịp Tết thì có nhiều hoạt động vui xuân đón Tết á, thì bà con ở trong địa phương thì rủ nhau đi chơi rất là đông. Cho nên là khi mà có các anh bộ đội công an cũng như là dân quân tự vệ canh gác này kia đó thì mình cảm thấy rất là yên tâm, hạn chế được cái việc mà sự cố này kia xảy ra. Nói chung là tình hình an ninh trật tự ở địa phương mình được tốt hơn rất là nhiều. Cảm ơn các anh rất là nhiều, sẵn sàng hy sinh thời gian để mà giúp đỡ bà con. Giữ cho không khí xuân từ biên giới, hải đảo đến nông thôn, thị thành ở miền Tây Nam Bộ luôn rộn ràng, tươi vui là những ánh mắt, đôi chân không mỏi của anh bộ đội Cụ Hồ. Sự nỗ lực, hy sinh của họ đã góp phần để Tổ quốc không bị động bất ngờ, nhân dân được đón Tết bình yên.